Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Nghệ sĩ Tú Thành Kim Huệ qua đời vì ung thư. Nghệ sĩ Tú Thành Điền cho biết người vợ yêu quý của ông là nghệ sĩ Tú Thành Kim Huệ vừa qua đời vì căn bệnh ung thư. Bà trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vào lúc 13:50 hôm nay ngày 23 tháng 12, thọ 68 tuổi. Theo nghệ sĩ Tú Thành Điền, nghệ sĩ Tú Thành Kim Huệ phát bệnh từ đầu năm 2020. Bà được đội ngũ y bác sĩ giỏi tích cực điều trị. Khi đó các bác sĩ ở bệnh viện Thống Nhất đã tận tình cứu trị cho vợ tôi, nhưng vẫn không cứu được vì ung thư đã di căn. Sự ra đi của vợ tôi đã để lại một khoảng trống quá lớn đối với tôi và gia đình. Vợ tôi vẫn còn khao khát được biểu diễn, được tiếp tục công hiến, nghệ sĩ Tú Thành Điền xúc động. Hai chương trình truyền hình mà nghệ sĩ Tú Thành Kim Huệ xuất hiện trong năm 2021 là Dấu Ấn Huyền Thoại và Giày Mã Tri Kỷ, được xem là hai diễn xuất cuối cùng mà bà xuất hiện trước công chúng. Nghệ sĩ Tú Thành Kim Huệ, tên thật là Bùi Thị Huệ, sinh năm 1954, sự nghiệp nghệ thuật của bà bắt đầu từ rất sớm trên sân khấu cải lương Hoa Phượng của Bầu Trung, khi ấy bà 14 tuổi nhờ chất giọng cao nên được các sơn giả cải lương chú ý. Sự nghiệp của nghệ sĩ Tú Thành Kim Huệ đạt đến đỉnh cao là vào những năm 1970 sau khi được hãng đĩa Việt Nam mời ký độc quyền năm 1972 với ba bài tân cổ đầu tiên Biện Tình, Yêu Lầm, Nhớ Người Yêu của nghệ sĩ Minh Vương, bà đã tạo ấn tượng lớn trong lòng công chúng. Đến khi được sơn giả Loan Thảo mời thu âm vai Lan trong Vợ Lan và Điệp do hãng đĩa Việt Nam phát hành năm 1974, sự nghiệp nghệ thuật của nghệ sĩ Tú Thành Kim Huệ được xem là đỉnh điểm. 36 liên chủ lượng phát hành cao như giọng ca Thành Kim Huệ, Cát Xê Tiền Triệu khi tuổi đời còn rất trẻ. Nghệ sĩ Tú Thành Kim Huệ và nghệ sĩ Tú Thành Điền là một trong những cặp đôi tạo hiệu ứng nghệ thuật độc đáo, được công chúng mộ điêu yêu mến qua tài năng diễn xuất. Cả hai cũng leo lại thương hiệu Đoàn Cải Lương Sài Gòn và Đoàn Cải Lương Sài Gòn 3, đoạt doanh thu cao trong thập niên 1980. Ngoài diễn viên với chất giọng được giới chuyên môn đánh giá xưng danh là danh ca, nghệ sĩ Tú Thành Kim Huệ được sáng tác kịch bản với các vở Khúc Lý Hương, Hoa Học Trò, Bến Tương Tư, Em Ơi Đừng Khóc Nữa, Xin Đừng Nói Yêu Em, Nội Ơi Đừng Ly Dị, Tôi Không Yêu Đàn Bà, Hoa Sen Trắng, vân vân. Nghệ sĩ Tú Thành Kim Huệ cũng là người lưu diễn tại nhiều nước, được khán giả kiều bào yêu mến với những bài tân cổ giao duyên. Vai diễn của bà được yêu thích nhất là Thị Hền trong Vợ Ngao Sò Ốc Hền trên sân khấu Đoàn Cải Lương Sài Gòn 1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.